Mời các bác lần nữa nghe chất âm của bộ Amply Lickman L400 và Combo 4401. Combo cả bộ trên chục chút, anh em chơi rất là hợp lý. Amply hơn 5 triệu, loa khoảng 11 triệu. Bộ này dành cho anh em nghe nhạc vàng. Vẫn được loa Mỹ, chất âm hay. Con này nó có 4 bass đằng sau anh em nhé, 401 và 1 bass đằng sau. Một bát đằng sau rồi đó. Các bác mua cả bộ cũng được, mua từng âm ly không hoặc loa không cũng được. Cứ điện thoại cho số máy 0983698887.